Chào các em, chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập bài số 3, giải tam giác và ứng dụng thực tế. Trước hết thầy sẽ ôn tập cho các em một số vấn đề để các em khi vào làm bài tập phần này. Đó là chúng ta xét một cái tam giác ABC như các em thấy trên màn hình với các ký hiệu là cạnh A, cạnh B, cạnh C, có các góc, có đường cao HA, có đường tròn tâm Y là đường tròn nội tiếp tam giác và đường tròn tâm O là đường tròn ngoại tiếp tam giác. Thế thì từ đây chúng ta nghiên cứu cái định lý cosine mà chúng ta đã học. A bình bằng B bình cộng với C bình trừ 2BC cos A. Trong công thức này thì các em lưu ý cho thầy là cạnh A thì phía phải là cosine gốc A và tổng các bình phương của hai cạnh còn lại. Sau đó chúng ta trừ hai lần tích của hai cạnh còn lại. Sau đó chúng ta nhân với cos A và quy luật của nó là cứ ABC. Thì bây giờ BCA rồi C thì AB. Nó cứ xoay vòng như vậy. B bình bằng C bình cộng A bình trừ 2CA nhân cos B. C bình thì bằng A bình cộng với B bình trừ 2 AB cột C. Sau đó chúng ta học cái định lý sin, định lý hàm số sin thì người ta cũng gọi là định lý sin các em. Định lý sin cũng được, định lý hàm số sin cũng được. Hàm số sin thì sau này các em biết. Định lý này nói là 2R sẽ bằng định lý sin nói rằng là 2R là bán kính đường tròn ngoại tiếp các em sẽ bằng A trên sin A bằng B trên sin B và bằng C trên sin C. Và chúng ta học tiếp cái diện tích của tam giác mở rộng. Đó là diện tích tam giác quen thuộc chúng ta đã biết ở cấp tiểu học, đó là 1/2 A nhân hạt A. Ở lớp 10 chúng ta thêm công thức là 1/2 AB nhân với sin C, tức là bằng 1/2 tích hai cạnh nhân với sin góc xen giữa chúng. Nếu liên quan đến các cạnh và bán kính đường tròn ngoại tiếp R thì nó sẽ bằng ABC trên 4R. Nếu liên quan đến chu vi thì nó sẽ bằng nửa chu vi P nhân với R. Hoặc chúng ta có học thêm một công thức hệ rộng không chứng minh, đó là bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ A nhân với P trừ B nhân với P trừ C. Với P là bằng nửa chu vi của tam giác có cạnh ABC. Và từ những kiến thức này thì các em sẽ dùng để giải tam giác. Giải tam giác tức là tìm tất cả những yếu tố còn lại của tam giác. Tam giác thì có 3 cạnh, 3 góc. Người ta cho các yếu tố để xác định tam giác ở dạng cơ bản. Thì các em sẽ tìm những cái đối tượng còn lại. Làm sao đếm các cái đối tượng cho trong giả thiết và cái đối tượng các em tìm là đủ 3 cạnh và 3 góc. Thì như vậy người ta gọi là giải tam giác. Và từ giải tam giác này thì chúng ta giải các cái bài toán ứng dụng trong thực tế. Thế thì thầy nói lại để các em hiểu được cái vấn đề. Chúng ta học tam giác để làm gì? Và đây là kiến thức cơ bản thì theo suốt các em trong quá trình học chương trình trung học phổ thông. Bây giờ thầy vào sửa bài tập. Bài thứ nhất, giải tam giác ABC trong trường hợp sau. Câu A là tam giác này được xác định bởi hai cạnh một góc các em. Bây giờ thì chúng ta xác định một cạnh còn lại và hai góc còn lại đúng không nào? Chúng ta sẽ tìm những cái đối tượng đó thì gọi là giải tam giác. Thầy dừng cái tam giác ABC có cạnh AB tức là cạnh CD bằng 14 các em. Cạnh AC tức là cạnh B bằng 23 và góc A bằng 125. Bây giờ chúng ta đi tính cạnh BC.
các em thấy trong tam giác này người ta cho hai cạnh một góc thì các em phải dùng định lý Cushit để các em tính cạnh BC. Bây giờ chúng ta tính áp dụng định lý Cushit cho tam giác ABC, các em biết chưa, đúng BC bình thì bằng AB bình cộng với AC bình trừ hai lần tích của hai cạnh này nhân với Cushit của A. Bây giờ các em thay số vào bằng 14 bình cộng với 23 bình trừ cho 2 nhân với 14 nhân 23 nhân cosin của 125 độ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta tính. Thầy bật máy tính lên để thầy tính cho các em. Như vậy trong cái phần này thì sử dụng máy tính là một cái điều rất quan trọng bởi vì nó giúp cho chúng ta tính toán. Các em theo dõi cái màn hình lớn phía trên này. Chúng ta để chế độ menu 1 cho các em. Trong chế độ menu 1 thì chỉ có là căn bậc 2 và chữ D thôi. Các em nhập 14 bình phương cộng tiếp 23 bình phương trừ cho 2 nhân với 14 nhân tiếp với 23. Nhân với cosin thì các em không đánh dấu nhân. Cosin của 125 độ. Các em đóng ngoặc. Các em nhân bằng. Các em được cái giá trị này. Tí nữa chúng ta khai căn cái giá trị này cho nên chúng ta sẽ dùng bộ nhớ để chúng ta nhớ. Khi dùng bộ nhớ thì các em có thể là Cito A, Cito B, Cito C này. Cito D này, Cito E, Cito F. Đến X, Y, Z, M, M, M là khác nha các em. M là cái bộ nhớ tạm thời thôi. Bộ nhớ này giúp chúng ta cộng trừ trong các phép tính. Bây giờ thầy lưu vào biển A thì nhấn Cito A. Thầy xóa màn hình là bộ nhớ đã ghi cho chúng ta là cái giá trị đó. Để trong này chúng ta khai căn. Bây giờ các em muốn gọi lên là các em gọi alpha A này. Các em nhấn bằng này. Ra cái số đó này. Bây giờ chúng ta viết kết quả là 1094,38. Chúng ta kiểm tra là trên máy tính. Sau dấu phẩy là hai chữ số. Là dựng đến 38. Số 3 bỏ đi nó nhỏ hơn 5. Nên chúng ta giữ nguyên 38. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính BC là lấy căn bậc 2 của số này. Thì lấy căn bậc 2 của số này thì các em xóa màn hình đi. Em nhấn căn này, rồi các em nhấn alpha A, các em nhấn bằng, cho chúng ta kết quả là 33,08, thì chúng ta dừng lại hai chữ số ở sau chữ phẩy thôi. Như vậy BC là xấp xỉ bằng căn bậc 2 của 1094,38. Và vừa rồi chúng ta đã nhận máy tính rồi thì nó cho chúng ta kết quả là 33,08. Như vậy là tính song cạnh BC. Thầy sẽ ghi cạnh này vào đây để thầy lấy làm giả thiết. Đây là cạnh A và GM. Bây giờ chúng ta đi tính nhà hai góc, đó là góc C và góc B. Thì bây giờ tính góc nào cũng được, sau đó chúng ta sử dụng tổng 3 góc trong tam giác bằng 180 độ để chúng ta đi tìm góc còn lại. Chứ nếu các em vẫn đi tìm như vậy thì các em phải để ý này. Nếu như các em đi tìm hai góc B và C trực tiếp luôn, thì nó sẽ xảy ra trường hợp là các em phải kiểm tra lại cái độ chính xác của phút giây để cộng lại đúng bằng 180 độ. Để tránh trường hợp sai sót thì chúng ta chỉ tính một góc thôi. Sau đó chúng ta đi sử dụng cái tính chất tổng ba góc trong tam giác bằng 180 độ. Khi biết hai góc thì chúng ta tìm góc còn lại. Thì bây giờ thầy sẽ đi tính cho các em một góc. Đó là áp dụng định lý sin cho tam giác ABC. Vì sao lại áp dụng định lý sin các em nhỉ? Bởi vì ở trong này ít nhất chúng ta biết hai cạnh một góc.
thì chúng ta tính được một cảnh dựa vào định lý sin thôi. Thầy tính sin B, thầy hướng dẫn các em viết cái cách cũng tính viết này. Các em tính góc B đây này, mà các em phải giữ lại cái đối tượng là 125 độ này, và cái cạnh B đấy các em này. Các em tính sin B thì đối diện với cạnh B. Chúng ta có góc A, chúng ta có cạnh A đấy các em này. Thì khi đó chúng ta làm thế nào? B trên sin B thì bằng A trên sin A theo định lý sin. Cho nên chúng ta sẽ viết là sin B, sin của góc B là sin góc này của em này, à, sin góc B sẽ bằng cạnh B này mà nhân với sin 125 độ, hai cái này kề nhau rồi chia cho 33,8. Viết như vậy cho nó nhanh. Rồi bây giờ chúng ta thay số vào thôi. Bằng 23 nhân với sin của 125 độ trên 33,08. Thì bây giờ chúng ta dùng máy tính chúng ta nhân. Xóa màn hình. Chúng ta nhập dạng phân thức. 23 nhân với sin của 125 độ. Đóng ngoặc. Trên 33,08. Chúng ta nhân bằng. Như vậy chúng ta được cái kết quả như vậy cả. 0,5695. Nếu chúng ta lấy hai chữ số sau dấu phẩy thì chúng ta viết là 0,57. Nhưng mà các em lưu ý là các em nên lưu vào bộ nhớ nha. Bây giờ thầy cứ lưu vào biển A lại này. Thì khi này là chúng ta có lưu một cái giá trị vào biển A. Bây giờ chúng ta lưu vào biển A lại thì cái giá trị cũ nó mất đi để nó lưu cái biển mới. Thì chốc nữa thầy sẽ tìm góc A. Rồi chúng ta tính ra được là 0,57. Bây giờ chúng ta tìm góc A thì chúng ta làm như sau. Góc A là đây là đang còn là ở chế độ là tính sin đúng không? Cho nên chúng ta tìm góc B thì chúng ta nhận là shift sin của cái giá trị là 0,57. Nhưng mà vừa rồi mình đã lưu vào biển A rồi cho nên mình gọi là biển A lên là alpha A. Đúng không? Cái A này là số chính xác. Còn 0,57 là chúng ta lấy 6 dấu phẩy có hai chữ số thôi các. Cho nên cái số này rất chính xác. Chúng ta nhân bằng. Chúng ta nhân vào độ thì chúng ta được kết quả là 34 độ 43 phút. Tiếp tục. Ở đây chúng ta lấy số quá chính xác cho nên nó cho chúng ta 34 độ 43 phút. Nhưng mà nếu các em nhập 0,57 thì nó lại có một kết quả khác, tức là 34 độ 45 phút. Ở đây mình thống nhất là mình lấy 6 dấu phẩy hai chữ số, cho nên thầy sẽ nhập lại cho các em để thầy nói cho các em. Chúng ta nhận là shift sin trừ 1 của 0,57. Nếu chúng ta dừng như vậy thôi thì kết quả sẽ bằng 34 độ 45 phút. Đây là do quá trình chúng ta quy ước để làm tròn. Như vậy là nếu mà chúng ta lưu vào bộ nhớ thì cái góc B này nó chính xác hơn. Còn chúng ta chỉ dừng lại là sin B bằng 0,57 thì cái sai số của góc B nó lớn hơn đấy. Như vậy là chúng ta tính xong góc B rồi. Bây giờ chúng ta sử dụng tổng ba góc trong tam giác để chúng
ta tìm gốc C. Gốc C sẽ bằng 180 độ trừ cho 125 độ là trừ gốc A các em này. Rồi trừ tiếp 34 độ 45 phút của gốc B. Thì các em chỗ này các em cũng dùng máy tính các em tính. Chúng ta xóa màn hình. Chúng ta nhập 180 độ. Trừ 125 độ. Trừ tiếp 34 độ. 45 phút thì các em cũng nhập là 45 rồi các em cũng nhấn vào chữ độ này này. Như vậy các em thấy trên ký hiệu màn hình là có hai cái độ, nhưng cái độ sau là phút. Đó là quy ước của máy tính viết như vậy. Các em nhập giây vào thì nó cũng viết chữ độ như vậy. Mình hiểu cái số thứ ba là số giây. Chúng ta nhấn bằng. Chúng ta được 20 độ 15 phút. Như vậy là chúng ta đã tìm xong các cái đối tượng. Còn lại đó là góc B, góc C và cạnh A. Thì như vậy chúng ta đã giải xong tam giác. Khi giải xong tam giác thì các em phải viết là đáp số. Như vậy các em nhìn này. Kết hợp với giả thiết và cái điều chúng ta tìm thì đủ ba cạnh của tam giác này. Đủ ba góc của tam giác. Khi đó chúng ta gọi là giải tam giác ABC đó. Bây giờ chúng ta sang câu B các em. Sang câu B này. Cho hai góc vào một cạnh. Đây là cách xác định tam giác cơ bản này. Bây giờ việc còn lại là chúng ta phải đi tìm hai cạnh vào một góc không nào. Thì chúng ta tìm góc trước, chúng ta tìm cạnh sau. Trong trường hợp này thì kém để ý cho thầy là biết hai góc vào một cạnh thì chắc chắn chúng ta sử dụng định lý sin rồi không nào. Bây giờ thầy sẽ vẽ tam giác cho các em. Tam giác này là thầy vẽ đúng luôn đấy các em. Bây giờ mình kiểm tra lại hình vẽ mình có đúng cái giả thiết cho này. BC bằng 22 này, là cạnh A bằng 22 này. Góc B bằng 64 độ này. Góc C bằng 38 độ này. Chúng ta đi tính cạnh B, cạnh C và góc A này. Thì bây giờ chúng ta tính góc A trước. Thì tìm góc A. Sẽ bằng 180 độ trừ góc B, trừ tiếp góc C. Chỗ này là số nguyên cho nên là số độ là số nguyên cho nên là chúng ta tính rất là nhanh. Đúng không nào? 180 độ trừ 64 độ trừ 38 độ. 64 độ cộng với 38 độ chúng ta được 102 độ. Như vậy là hiệu này sẽ bằng 78 độ. Thầy ghi cái 78 độ vào đây để thầy đi tìm. Như vậy chúng ta muốn đi tìm thì thầy nhắc các em sử dụng định lý sin để chúng ta tìm đúng không nào? Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC thì chúng ta sẽ tìm B. Bây giờ thầy nói với các em cái công thức này này. Các em sẽ sử dụng A với sin A đúng không nào? Bây giờ các em tìm B này thì liên quan đến sin B này. Các em thấy thầy đánh bốn dấu không? Bây giờ cái B này thầy cho nó chìm đi. Thì khi này thì các em thì cái cạnh này sát góc này thì các em lấy A nhân với sin B chia cho sin của cái 78 độ này là chúng ta tính được cạnh B. Thì nói lại nha. B thì đối diện là sin B này. Chúng ta tính cạnh B, chúng ta dùng là A và sin A này. Đó, thì cái đánh dấu này. Thì khi đó cái cạnh B này này nó sẽ bằng A nhân với sin của cái góc kê với cái cạnh A mà chúng ta mới đánh dấu và chia cho sin A thì là xong. Đây là kỹ năng các em cần phải hiểu để làm cho nhanh. Chứ nếu chúng ta viết A trên sin A bằng B trên sin B thì chúng ta mất một cái thao tác. Cho nên nó lâu hơn. Thầy thấy A bởi 22. Sin B là sin của 64 độ. Sin A là sin của 78 độ. Bây giờ chúng ta sử dụng máy tính. Phần này sử dụng máy tính liên tục. Cho nên các em phải tập. Thầy quên thầy đang còn sử dụng máy tính. Các em chắc thầy đến màn hình đúng không? FX580VNX. Bây giờ thầy xóa màn hình. Thầy nhập dạng phân thức. 22 nhân với sin của 64 độ
chúng ta nhập xong chúng ta kiểm tra một tí, liếc mắt lên màn hình để kiểm tra một tí. Xin 18 độ, trên xin 18 độ. Đúng không? Chúng ta nhấn bằng. À, rút kinh nghiệm lúc nãy thì chúng ta sẽ làm tròn hai chữ số sao cho phải. Đúng không? Như vậy là B chúng ta được là 20,21 mà 621 là số 5. Cho nên chúng ta viết 20,22. Chỗ này không cần lưu các em nhé. Xong rồi bây giờ chúng ta tính qua cạnh C. Nếu cạnh C mà các em thông qua vẫn như lúc nãy, cạnh C thì đối diện là góc này này. Cạnh A thì đối diện với góc A này. Thì cạnh C này sẽ bằng này, A này nhân sin 38 độ này trên sin 78 độ. Hoặc thì tính qua B cũng được, sao hết. Bây giờ chúng ta tính tiếp. À, C này. C đây đúng không? Có 3 đối tượng này liên quan đến nó này. Thì A này nhân với sin C này trên sin A này. Các em thích thì các em tuyệt đồ trực tiếp cũng được, không sao hết. Bằng 22 nhân sin 38 độ trên sin 78 độ. Tiếp tục chúng ta sử dụng màn hình. Chúng ta giữ lại cái kết quả, chúng ta chỉ sửa số thôi các em cho nó nhanh. Sin 38 độ. Xóa. Trên sin 78 độ giữ nguyên các em. Em gặp trả lại tí nha. Rồi chúng ta nhìn bằng. Như vậy được 13,84 sau số 4 là số 7. Chúng ta được là 13,85. Chúng ta làm tròn 6,2 chữ số. Đó là chúng ta quy ước như vậy để làm cho nó nhanh thôi. Lấy 4 chữ số không được thì càng chính xác. Vậy chúng ta biết kết quả là 13,85. Kiểm tra lại này. 13,85. Như vậy chúng ta tìm xong chưa? Xong rồi. B có rồi, C có rồi. Góc A có rồi, vậy chúng ta ghi đáp số. Góc A là 78 độ, góc cạnh B là 20,22, cạnh C là 13,85. Như vậy chúng ta coi lại này. Ở câu B này, một cạnh, hai cạnh là đủ ba cạnh này. Hai góc với một góc là đủ ba góc, như vậy tam giác này đủ ba cạnh và ba góc. Bây giờ chúng ta sang câu C. Câu C dưới này là cũng giống như câu B là hai góc có một cạnh. Thì trước hết chúng ta vẽ hình, chúng ta kiểm tra lại này. AC bằng 2 này, AC là B bằng 2 này, góc B bằng 120 độ này, góc C bằng 28 độ này. Như vậy là chúng ta đi tính cạnh A này, cạnh C này và góc A, đúng không nào? Cách làm như cũ, tìm góc A sẽ bằng 180 độ trừ góc B trừ góc C. 180 độ trừ 120 độ trừ tiếp 28 độ. 120 độ với 28 độ là 148 độ. Như vậy là hiệu này sẽ bằng, như vậy là hiệu này là 32 độ. Bây giờ chúng ta đi tìm một cạnh. Thì chúng ta áp dụng định lý sin cho tam giác ABC. Thì tính A này, thì đối diện với góc A các em. Góc A ta có rồi nha các em. Đối tượng sin A này, đối diện góc A cần tìm này. Mình giữ lại B và sin B này. Mình giữ lại B và góc B chứ. Như vậy thì A này sẽ bằng là 22 nhân với sin 32 độ trên sin 120 độ. Tức là bằng B nhân với sin A chia sin B. B nhân sin A chia sin B. Chúng ta sẽ thay số vào.
22 nhân về sin 32 độ là sin A đấy các em. Trên sin B là sin 120 độ. Bây giờ chúng ta bấm máy tính để tính. Chúng ta sửa lại trên này cũng được các em. Hai mươi hai nhân sin của 32 độ trên sin của 120 độ, chúng ta sửa tiếp trên này. Một trăm hai mươi độ chúng ta nhân bằng, chúng ta được 13.46. Chúng ta lấy hai chữ số so với phẩy, như vậy chúng ta được kết quả là 13.46. Bây giờ tiếp tục chúng ta tính cạnh C thì chúng ta cần phải đối tượng là góc C, cạnh B và góc B. Như vậy cạnh C này sẽ bằng là B nhân với sin C chia sin B. C sẽ bằng B nhân sin C chia sin B, chúng ta thay số vào. Bằng 22 nhân với sin C là sin 28 độ, chia sin B vẫn là sin 120 độ. Tiếp tục sử dụng máy tính, chúng ta chỉ sửa lại là 32 độ bởi 28 độ thôi cả. Như cũ nhân bằng 11.926. Chúng ta làm tròn hai chữ số cho 6 chữ phẩy thì chúng ta được 11.93. Về tính xong chưa các em? Một góc và hai cạnh xong rồi, chúng ta ghi đáp số. Góc A 32 độ, cạnh A và cạnh C chúng ta ghi lại ở trên. Như vậy chúng ta kiểm tra lại đã đủ 6 yếu tố trong tâm giác chưa? Một cạnh với đi hai cạnh là ba cạnh, đi hai góc với một góc là ba góc, đủ rồi các em nhá. Kết thúc. Chúng ta sang câu D. Câu D là cho ba cạnh. Một tam giác mà cho ba cạnh thì chúng ta tính ba góc thì chắc chắn là sử dụng hệ quả của định lý cosin. Bây giờ vẽ tam giác bởi ba cạnh thì vẽ tỷ lệ. Các em thấy tam giác này là có góc tù. Thấy không? Ba cạnh. Còn thiếu một cạnh nữa các em. Cạnh BC bằng 44. Cạnh A phải không? 44. Như vậy chúng ta kiểm tra lại AB là bằng 23, AC là bằng 32 và BC bằng 44. Có thể dùng ký hiệu là như trên hình vẽ. Bây giờ chúng ta đi tính góc thì chúng ta tìm cosin. Dùng hệ quả phải không? Áp dụng hệ quả định lý cosin cho tam giác ABC thì chúng ta tính cosin góc A. Cosin góc A đấy các em sẽ bằng B bình cộng với C bình trừ cho A bình về trên 2BC. Chúng ta thay số vào. Bằng 32 bình cộng với 23 bình trừ 44 bình trên 2 nhân với 23 nhân với 32. Tiếp tục sử dụng máy tính, chúng ta xóa màn hình. Ở đây là số tỷ cho nên chắc chắn là số đúng thì các em ghi theo số đúng. Bây giờ thầy sẽ tính nhập phân thức 32 bình cộng 23 bình trừ 44 bình trên 2 nhân 32 nhân 23. Em kiểm tra đủ rồi đúng không? Chúng ta nhân bằng. Trong trường hợp này số đúng cho nên chúng ta ghi lại cái số đúng này và chúng thầy sẽ lưu lại để thầy tìm góc A. Store. Chúng ta ghi lại kết quả.
bây giờ chúng ta tìm gốc A thông qua cái số đúng này. Tìm gốc A thì chúng ta tìm thông qua cái giá trị cốt trừ 1. Chúng ta tiếp tục nhấn xóa đã. Chúng ta nhấn shift cốt trừ 1 của cái biến A lúc này là alpha A. Chúng ta đóng ngoặc lại. Chúng ta nhấn bằng. Chúng ta nhấn vào độ. Cảm thấy là 105 độ 4 phút 52,86 giây đấy các. Khi nào cái số giây sau này nó vượt qua 50 thì các em bổ sung vào phút này 1 phút thì các em được 105 độ 5 phút. Đôi khi nhiều bài toán ví dụ như số này là số 48 chúng ta lấy gần đúng thì chúng ta bổ sung vào cũng được. Nhưng mà nói chung với cách lấy đó thì nó không đúng chuẩn đúng nào. Nhưng mà đôi khi vì nó sát quá thì chúng ta có thể lấy nó chính xác hơn cái 4 phút. Như vậy là chúng ta kết luận lại này, 105 độ 5 phút vì số giây sau này vượt quá 50. Từ đây chúng ta có gốc A là 105 độ 5 phút, gốc A tích xong thì ghi gốc A vào. Ghi gốc A vào để làm gì đây? Như vậy thì bài toán này đưa về bài toán là biết một góc với hai cạnh thì tìm góc còn lại thì chúng ta tìm một góc thì chúng ta sử dụng định lý sin hoặc là định lý hàm số sin cũng được. Rồi chúng ta bắt đầu tính. Bây giờ tính cạnh nào đây? Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC chúng ta sẽ tính góc B thì chúng ta sử dụng tính sin B. Các em thấy tính góc B này. Thì ứng với B thì có cạnh B này, chúng ta sử dụng hai cái giá trị này này, A và góc 105 độ 5 phút. Thì khi đó sin B sẽ bằng này, cạnh B này nhân với sin A đây này, chia cho 44. Đấy. Cũng giống tương tự như lúc nãy. Nhưng mà các em phải xác định được ba đối tượng này nhé. Là có đối tượng này này. Cạnh đối trên góc đối này, cạnh đối trên góc đối này. Đối tượng này này sẽ bằng tích của cạnh này nhân sin góc này này. Trên cạnh này. Thay số vào. Thay B bởi 32. Góc A là 105 độ 5 phút. Và cạnh A 44. Chúng ta tiếp tục sử dụng máy tính. Xong rồi này, dạng phân thức 32, nhân sin của 105 độ, đây là độ các em này, 5 phút này, 5 nhân lại này, đóng ngoặc, chia cho 44, và nhân bằng, em được là 0,7022. Thì lưu với biển A đi, tô A. Như vậy là nếu dừng lại ở 6,2 chữ số thì kém được là 0,7 thôi. 0,70. Bây giờ thầy viết 0,7022 luôn. Thầy viết 4 chữ số luôn. Bởi vì thầy tính số đúng luôn. Số gần đúng, chính xác nhất, 64 chữ số. Ở năm phía sau dấu phẩy. Từ đây thầy sẽ tính ra góc B. Góc B thì xóa màn hình này. Ở đây hàm số sin các em. Sin. Sin. Alpha. Bằng nhân độ 4 độ 36 phút. Như vậy chúng ta tính xong 44 độ 36 phút. Chúng ta được góc B rồi các em.
Bây giờ góc C thì chúng ta sử dụng tổng ba góc trong tâm giác bằng 180 độ. Để tính tiếp. Tính góc C sẽ bằng 180 độ trừ góc A trừ góc B. Bằng 180 độ trừ cho 105 độ 5 phút trừ tiếp 44 độ 36 phút. Thôi chúng ta dùng máy tính chúng ta tính cho nhanh rồi. Xóa màn hình. 180 độ trừ cho 105 độ 5 phút trừ tiếp 44 độ 36 phút bằng 30 độ 19 phút. Ở đây có một cái cách viết mà các em phải để ý này. Góc C mà viết theo góc A góc B là nó bằng. Sau này chúng ta thay gần đúng thì nó xấp xỉ. Được phép tính gần đúng này chúng ta tính đúng thì nó lại bằng. Như vậy góc C là xấp xỉ. Nó thầy nói các em như vậy để các em hiểu cả cái dấu này tí nhé. Như vậy chúng ta có đọc số. Có lẽ video này thầy dừng ở đây. Cho nên là hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục sửa bài tập phần này. Video kế tiếp chúng ta lại tiếp tục sửa bài tập phần này nhé các em. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi bài của thầy. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.